Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 và phục vụ nhu cầu giải trí của người dân trong kỳ nghỉ lễ, khi đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 với tinh thần ai ở đâu ở yên đó, cùng với việc lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát người dân ra đường trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, thành phố sẽ tổ chức nhiều chương trình văn hóa văn nghệ phát sóng trên đài truyền hình, đài phát thanh, báo điện tử và mạng xã hội để giúp người dân có nhiều sự lựa chọn giải trí khi ở nhà phòng dịch. Các chương trình nội dung giải trí văn hóa văn nghệ trên các cái đài truyền hình và phát thanh cũng như là báo điện tử đã được tập trung nhiều hơn, đã tăng cường các cái chuyên mục, các nội dung, các cái clip, các cái phóng sự, các cái chương trình văn hóa văn nghệ để phục vụ cho người dân. Cùng với việc đem tới các món ăn tinh thần cho người dân, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, Trung tâm An sinh thành phố đã phân bổ về 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức tổng cộng 1,27 triệu túi an sinh để chuyển tới tận tay người dân trên địa bàn.